Dạ, Quang đây xin chào cô bác anh chị gần xa trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên thì Quang đây xin chúc cô bác anh chị gần xa trong và ngoài nước và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì Quang đang đi vắng, không có ở nhà, thì trạm có kêu về là 1 tấn gạo. Thì trong cái video clip á, là chồng Hoa Hồng Đen có nói là hiện tại máy ấm rơi vào tình trạng khó khăn. Thì thiệt sự mà nói, máy ấm của Hoa Hồng Đen là đang khó khăn là do là thiếu chi phí Mạnh Thường Quân giúp nhưng mà không có đủ đó, cho nên là máy ấm rơi vào cái tình trạng mà nó bị kiệt quệ, do là mình á, là phải cứu hộ mỗi ngày á, cả nhà. Rồi mình phải chi nhiều chi phí cho nên tới cuối tháng á, mình phải trả tiền đất, tiền điện, tiền đủ thứ hết trơn á, cho nên mình rơi vào cảnh bế tắc. Và trên cái video clip á, là chồng Hoa Hồng Đen nói không rõ ràng, cho nên là cái video clip này là Hoa Hồng Đen lên đính chính. Chồng Hoa Hồng Đen nói á, là máy ấm không có Mạnh Thường Quân đứng sau, Mạnh Thường Quân đứng sau có nghĩa là sẽ có 1-2 Mạnh Thường Quân bảo đảm giống như là cho máy ấm là có đầy đủ gạo và thức ăn đó. Còn những Mạnh Thường Quân khác vẫn góp tiền cho máy ấm, như chị Quỳnh Châu, mấy anh chị khác vẫn thỉnh thoảng gửi vào để giúp cho máy ấm. Thì Hoa Hồng Đen tích góp từ những số tiền đó để dành dụm mua thuốc men và gạo thóc cho các bé, để các bé có miếng ăn đó. Thì cái lời nói của anh Hiếu, thì Hoa Hồng Đen vừa coi là cái video clip thì Hoa Hồng Đen thấy nó không đúng sự thật, cho nên là Hoa Hồng Đen lên cái video clip này để mình đính chính lại. Không có Mạnh Thường Quân đứng sau lưng có nghĩa là không có Mạnh Thường Quân cứng để đỡ đầu cho máy ấm đó, nhưng vẫn có cô bác anh chị Mạnh Thường Quân gần xa góp vào để cho Hoa Hồng Đen xây sở nuôi các bé, chứ không phải là không có Mạnh Thường Quân. Cho nên là Hoa Hồng Đen mong rằng cô bác anh chị xem cái video clip mua gạo của chồng của Hoa Hồng Đen. Và cái video clip này là cái video clip mà Hoa Hồng Đen đính chính câu nói, để không thôi là cô bác anh chị nghe vô là phiền lòng. Thì mong rằng cô bác anh chị thông cảm dùm. Nhiều khi á, giống như là dùng lời nói mà dùng không đúng á, cho nên là Hoa Hồng Đen buộc lòng phải đính chính. Một cái máy ấm thì không thể nào không có Mạnh Thường Quân được mà trụ được, phải có Mạnh Thường Quân, ít hay nhiều gì cũng phải có Mạnh Thường Quân. Nhưng mà nếu mà có Mạnh Thường Quân cứng đỡ đầu, nghĩa là khi mà Mạnh Thường Quân khác chưa cho thì sẽ có Mạnh Thường Quân cứng ở sau lưng hỗ trợ những cái lúc đó. Thì hiện tại máy ấm Hoa Hồng Đen giống như vừa rồi đi, có một khúc chuyện là như vậy. Có một chị Mạnh Thường Quân nói là chị cũng thỉnh thoảng chị cũng giúp cái mắm của em, nhưng mà sau khi nghe em lên cái video clip á, là chị Nga Cao là đỡ đầu cho máy ấm Hoa Hồng Đen, cho nên chị nghĩ là có chị Nga Cao lo rồi, cho nên là chị không có cho nữa, chị cho chỗ khác. Thì ở đây em đính chính ở đây là như vậy, chị Nga Cao có nói là sẽ đỡ đầu cho các con của máy ấm Hoa Hồng Đen, nhưng mà chị Nga Cao á là giúp rất là nhiều trạm, không phải riêng về máy ấm Hoa Hồng Đen. Và hiện tại gia đình của chị Nga Cao có việc và chị bận, chị tạm thời là chị không còn hỗ trợ cho máy ấm nữa đó. Cho nên thì Hoa Hồng Đen cũng muốn nói lên là để cho cô bác anh chị gần xa Mạnh Thường Quân đều hiểu. Tại có nhiều người họ nghĩ là bây giờ là có chị Nga lo rồi, cho nên là họ yên tâm họ đi giúp đỡ những chỗ khác. Thì Hoa Hồng Đen cũng xin cô bác anh chị rằng Hoa Hồng Đen không phải xin riêng một mình máy ấm Hoa Hồng Đen, là Hoa Hồng Đen chỉ cần là cái sự giúp đỡ của cô bác anh chị nó trang trải điều chạm nào cũng có. Chứ một cái chạm cứu hộ, một cái chạm cứu mang thì nó rất là nhiều chi phí, mà thiếu đi vài Mạnh Thường Quân thôi thì nó sẽ sất bất sang bang liền à. Đó, cho nên là Hoa Hồng Đen hy vọng rằng nếu mà có sai sót gì thì mong cô bác anh chị bỏ qua. Em cũng xin lỗi chị Nga Cao khi mà em nhắc cái chuyện này ở trên đây, không phải là em muốn thanh minh thanh Nga cái gì, nhưng tại vì có nhiều Mạnh Thường Quân á giống như là bỏ em đi, xong rồi quay, xong rồi khi mà em hỏi lý do thì mấy chị đã cho em biết là như vậy. Thì ở đây em cũng chỉ muốn nói rõ ràng để cho mấy chị không có hiểu lầm á, tại mấy chị nghĩ là có chị lo rồi đó. Thì mấy chị nghĩ là máy ấm của em đã đầy đủ rồi, cho nên là không có cần phải cho nữa. Thì em
Dạ, thì em cũng mong rằng chị Nga Cao hiểu được nỗi lòng của em, cũng như là ở trên này em chỉ muốn nói một lời để cho các anh chị cô bác mạnh thường quân khác hiểu được cái hoàn cảnh hiện tại của vợ chồng tụi em. Thứ nhất là tụi em đang xây cất, và tụi em cũng là người cứu hộ mỗi ngày, cho nên là tụi em rất là cần sự giúp đỡ của cộng đồng để chữa trị cho những bé bệnh. Tại vì thường thường á, những bé bỏ, những bé bệnh, những bé mà chủ không nuôi nữa, đem về máy ấm không diêm da thì lại bệnh này bệnh nọ rất là nhiều. Cho nên là tụi em rất là cần cái sự giúp đỡ của cộng đồng đó. Và tụi em cũng muốn là làm hết mình để góp một phần nào đó cho tụi nhỏ nó có một cái tổ chức, một cái chỗ mà sẵn sàng đón nhận các bé khi mà các bé bị gia đình của mình bỏ rơi hoặc là các bé bị từ chối đó. Cho nên là em hy vọng trước đây hoặc là lời ăn tiếng nói của em có gì sai sót hay là không phải, mong rằng cô bác anh chị bỏ qua giùm và hãy thương lấy các bé ở nơi mái ấm của em để cho các bé có được miếng cơm ăn cũng như là viên thuốc uống. Thật sự mà nói, cái mái ấm của em hiện giờ các bé rất là đông nhưng mà chưa được chích ngừa, cũng chưa được triệt sản nữa các anh chị đó. Nó thiếu thốn rất là nhiều, nọ cái miếng ăn thôi á mà nó còn coi như là hiện tại tới thời điểm hiện tại thì chưa có đói ngày nào, nhưng mà nó cũng kiểu như hụt hẳn dữ lắm. Cho nên là trên cái video clip này tóm gọn lại thì qua ông đang chỉ mong rằng được cộng đồng cô bác anh chị hiểu được cái nỗi khó khăn của mấy ấm và giúp đỡ cho vợ chồng em có được cái điều kiện để mà chăm lo cho các bé và có đầy đủ động lực để mà đón nhận tiếp những bé mà đang cần vợ chồng của tụi em. Dạ rồi, tụi em chỉ muốn gửi lời là bao nhiêu thôi. Mong rằng trên cái video clip này những cái gì em nói được cô bác anh chị gần xa trong và ngoài nước hiểu được cái nỗi lòng và cái sự lo lắng của vợ chồng em. Rồi thì bây giờ tụi em cũng nói cũng khá nhiều rồi, bây giờ tụi em cũng xin khép lại video ở đây. Hoa Hồng Đen xin cảm ơn cô bác anh chị gần xa trong và ngoài nước đã luôn yêu thương Hoa Hồng Đen cũng như là tin tưởng Hoa Hồng Đen và yêu thương các bé và giúp đỡ cho Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen chúc cho cô bác anh chị gần xa trong và ngoài nước và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Dạ, Hoa Hồng Đen xin chào tạm biệt tất cả các anh chị.